trước thì mình có nhận được nhắn của một bác là muốn làm đẹp con furry 488. Kiểm tra nhanh á thì đúng là có vết xước, có nhiều vết xước nhỏ rồi. Xe thì nó cũng bẩn, mặc dù xe rất là mới. Đầu tiên cũng đụng vào con furry mà rất là mới, như là mới tinh á. Mới tinh thì khi mà mình rửa thì mình thấy wow, xe này rất là trôi nước, nước trôi ào ào, xịt lên nắp capo trôi thì chắc chắn là cái xe này đã phủ một cái gì đó rồi. Thì mình không biết người họ phủ wax hay sealant hay là kem coating, nano coating. Thì khi mà làm sạch đó mình có tẩy nhựa đường rồi bụi sơn thì thấy cái lớp phủ này rất là bền, chắc chắn là nó không phải là wax rồi. Wax thì mà nếu mà mình xịt những cái chất tẩy rửa mặt như tẩy nhựa đường, bụi sơn, clay này kia thì nó sẽ mất đi rất là nhanh. Thì mình nghĩ wow, xe này là đã có phủ coating và thậm chí phủ gần như khắp mọi nơi, trên nhựa, trên cả cái mâm xe, nước lên nó trôi là phủ. Mà thường xe này nha, chỗ đạp chắc cũng lẻ nên là chắc chắn rất là nóng, nhưng mà nước cũng vẫn trôi ở xuống ở trên cái caliper, cái con em dầu á, thì tức là họ có phủ lên đó luôn và nó chịu được nhiệt độ. Thì đây là phủ cũng phải xịn vì cái caliper rất là nóng, con em dầu đạp thắng của xe này rất là nóng, vài trăm độ C đó. Thì mình mới nghĩ là hay là mình nói chẳng là mình đi rửa làm sạch nội thất. Nội thất thì cũng hơi dơ một chút, xong rồi nghĩ là chỉ nên làm sạch vậy vì cái lớp phủ quá tốt rồi. Nhưng mà sau khi mà lùi xe rửa xong, làm mọi thứ xong thì ve và phòng này kiểm tra kỹ, mới thấy là lớp phủ này có thể là có xịn á, trôi nước rất là tốt kia, nhưng mà cái phần phủ có vẻ bị sai rất là nhiều, bị lỗi rất là nhiều luôn, mà làm cho mình thấy được luôn là cả cái lớp sơn xe này nó bị mờ xuống một tông luôn. Tức là bình thường nhìn thấy nó bóng, tại nó đều với nhau, mình nghĩ là nó bóng, nhưng thật ra là nó mờ. Ví dụ như em có thấy là chỗ giữ furry sau cái chỗ khoang máy á, cái đó màu đen, nhìn vô thấy rõ nhất luôn. Chiếu cái đèn vô cái là nó mờ, nó không còn bóng nữa, vì cái lớp phủ đó có thể là cái cách phủ họ bị sai, hoặc là do cái lớp phủ nó như vậy. Thì thấy nó mờ, em cũng cần đánh thử một khoảng thì thấy cái sơn nó trong lên thẳng luôn, chứng tỏ là phủ nano là tốt, trôi nước là tốt, nhưng mà cái cách thi công cực kỳ quan trọng luôn. Bởi vậy cho nên là cứ không phải cứ thấy bong bóng trôi nước là perfection đâu, không phải thật sự là làm cho bề mặt phải trong. Thì như trường hợp này là mặc dù trôi nước rồi rất là bền á, nhưng mà không thể giữ lại được vì nó không trong, mặt sơn nó không thật sự là trong. Và đối với những siêu xe như thế này đã làm thì nó phải chuẩn, cho nên là mọi người mà có đi mũ nano thì phải chú ý cái vấn đề này, nhất là siêu xe thì mình thấy nó trôi nước bong bóng như thật sự nó phải trong thật sự rồi. Thì nên đến những chỗ uy tín làm. Xe này em nghĩ là đã phủ cũng khá là xịn đó, vì những chỗ mà cao cấp gì đó có thì họ mới tháo cả mâm ra, họ phủ cái heo dầu caliper cái cả cái mâm, chứ còn chỗ bình thường thì họ chỉ phủ cái bề mặt thôi, chứ họ không phủ cả cái xe nghĩ như vậy đâu, để cả carbon. Thì đó là những chia sẻ nhanh khi em gặp cái xe mà trường hợp đầu tiên như vậy.